Alo, em nghe Sơn. Dạ. Đang chuẩn bị like nha. Dạ. Dạ, rồi chuẩn bị. Này chị, ăn cây. Hả? Cái này á, mỗi lần like là mỗi dạt lên đi xem. Em thấy không có cái đó không? Cái đó đội live stream tự xử đi. Muốn nghe nhạc gì nữa để mê. Nghe nhạc là phải tự máy đông kết nối qua đúng không? Ở hỏi đâu? Hỏi anh chi? Dạ, ai tự xử đi. Anh giờ anh chỉ cần gắm cái đó thì mấy em thì em tự xử thằng đó đi, cái giả sử như thích nhạc thì để like tốt cho nó đội team live stream tự quyết đi anh biết không? Like chưa lý. Rồi, em chào năm anh chị đang xem live nha. Anh chị xem live cho em xin một chấm tương tác mọi người nha. Hôm nay em lên một số hàng ngọc điểm nha mọi người. Rồi chào em. Em chào anh Phương Huỳnh Phương Minh nha. Anh chị xem like nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha mọi người nha. Rồi đầu tiên em lên cái mã đầu tiên nha mọi người nha. Mã số 2, giá 350k. Gồm 5 cặp lá nha mọi người nha. Gồm 5 cặp lá, lá chân vẫn còn nguyên. Em chào chị Tina Thái ạ. Gồm 5 cặp lá nha mọi người. Lá chân vẫn còn nguyên như thế này. Này là mã số 2, giá 350k, miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đây là màu đỏ đớm hoặc là màu bò sữa nha mọi người nha. Đỏ đớm hoặc là màu bò sữa. Này 350k là tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người. Tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Phân này là phân của Nhật. Rồi ngoài ra 10 anh chị đặt hàng trên like, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng kèm một chậu lan như thế này ạ. Anh chị đồng đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người ơi. Mã số 2 giá 350k miễn phí vận chuyển. Anh chị hôm nay có muốn mua những mặt hàng như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em thôi mọi người. Mã số 2 giá 350k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. 350k miễn phí vận chuyển. Cái này là màu đỏ đớm hoặc là màu bò sữa. 5 cặp lá nha mọi người nha. Kích thước lá như thế này nè mọi người ơi. Đây kích thước lá như thế này. Rồi kích thước lá như thế này nha. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. 350k là kèm luôn cả bịch phân như thế này nha mọi người. Kèm thêm một bịch phân như thế này. Ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người nha. Tặng kèm một chậu lan như thế này nha. Tặng kèm một chậu lan như thế này mọi người ơi. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em là được nha. Mọi người nhớ tắt tên bạn bè ở đây chơi mini game với em nha mọi người. Tắt tên bạn bè vô đây giúp em ạ. Đây mọi người. Khi mọi người đặt hàng bên em á, là bên em giao cả nguyên cái kệ gỗ như thế này nha. Nguyên một cái chậu gỗ này. Chậu gỗ này làm được gỗ uống sữa nha mọi người. Cũng là một ngôi trường mới khi mà để trong đây mà bám chặt ở ngoài rồi. Xong rồi bám ra ở đây cũng là môi trường khác cho cây lan sống nha mọi người. Đây, rễ, tình trạng rễ như thế này nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Mã số 2 giá 350k miễn phí vận chuyển ạ. Cho anh hai cây mít lớn. Hai cây mít lớn. Rồi ok anh Hà Ngọc nha, để em lấy hai cây mít lớn. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 2 giá 350k. Em chào anh Sơn Minh Nguyễn. Thank you.
Rồi ánh hoa ngọc á, hiện tại trên tay em có một cây lá mít này anh. Đây. Này 1 2 3 4 5, 5 cặp lá nha anh nha. Cái này là mã số 46, 370k. Cái này là đỏ đốm hoặc là màu bò sữa, đỏ đốm hoặc là bò sữa nha. Đây kích thước lá như thế này nha. Đây kích thước lá nha mọi người. Mã số 37, mã số 46 giá 370k. 370k nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em là được ha mọi người. Đây. Ở đây cũng có một cây lá mít nữa nha mọi người nha. Mã số 71 giá 450, miễn phí vận chuyển nha. 5 cặp lá nha mọi người. Cái này gồm 5 cặp lá. Gồm 5 cặp lá nha mọi người nha. Đây năm vừa rồi là đã ra hai ngồng mông như thế này rồi, ra hai ngồng mông rồi mọi người mua về ngay đúng dịp Tết thì nó đã thêm ba hoặc bốn ngồng mông nữa nha mọi người. Trong đúng dịp Tết là nó ra mông để mọi người chơi Tết luôn ha. Mã số 71 giá 450k, miễn phí vận chuyển ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. Cái này là mã 46 370k nha. Anh Hà Ngọc đặt hàng thì để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha anh nha. Đây là hai cây lá mít ạ. Hai cây lá mít nha. Anh chị nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em. 10 khách hàng đầu tiên đặt hàng trên like, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha. Tặng kèm một chậu lan như thế này. Tặng kèm luôn một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha mọi người. Một chậu là được tặng kèm thêm một bịch phân như thế này. Phân này là phân thông minh của Nhật, phân tan chậm nha mọi người nha. Mọi người cứ để nguyên cái túi lọc trà này bỏ vào đây, đi nước vô thì cây lan nó sẽ tự hút ẩm và hút chất dinh dưỡng tùy theo cái độ cần thiết của cây lan nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Hiện tại này cái hàng này là hàng Thái thuần tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng. Vườn của em hiện tại là đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Shop em ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh Hà Ngọc nha. Rồi. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 71 giá 450k. Mã số 46 giá 370k nha mọi người nha. Hai cây lá mít luôn ạ. Đây tình trạng rễ như thế này nha mọi người. Rễ nó như thế này đây. Đây rễ sinh trưởng rất phát triển rồi mọi người. Đây là còn xanh mướt luôn à. Đây. Lá rất là dày dặn nha mọi người nha. Mọi người xem giúp em ha, lá rất là dày dặn. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Nhớ chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em ạ. Em tặng kèm thêm một chậu lan như thế này nha mọi người. Em chỉ dành ra 10 xuất hàng đầu tiên cho khách nào đặt hàng trên like là em tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm đó mọi người ơi. Ngoài ra bên em á, mua hàng bên em thì cứ yên tâm về chất lượng nha. Thứ nhất là được kiểm tra hàng trước thanh toán nha mọi người. Thứ hai là bên em miễn phí vận chuyển cho mọi người luôn. Còn anh chị nào mà mới bắt đầu chơi lan á, muốn hỗ trợ về kỹ thuật như thế nào thì cứ liên hệ trực tiếp bên em á. Có số hotline là 0329 028 744 nha mọi người. Vườn của em hiện tại là đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Anh mua hai cây đó thì có được thưởng hai cây không em? Dạ được nha. Nếu mà anh mua hai cây thì em tặng anh hai cây nhanh nha. Anh để lại số điện thoại giúp em nha. Dạ hai cây nhỏ nha. Anh mua hai cây lớn như thế này là em tặng anh hai cây nhỏ nha nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. Em tặng kèm theo hai bịch phân thông minh tăng trọng luôn nha anh nha. Mọi người đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. Tặng kèm theo hai cây nhỏ nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn luôn ạ. Mã số 46 giá 370k. Mã số 71 giá 450k nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Mọi người xem lại cây giúp em nè. Cây mã 46 giá 370k nha mọi người. Hàng lá mít. Hàng lá mít màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người. Đỏ đốm hoặc là màu bò sữa ạ. Năm vừa rồi đã ra hai mồng mông rồi nha mọi người. Cái này gồm 5 cặp lá. Lá chân vẫn còn nguyên nha mọi người nha. Lá chân vẫn còn nguyên ạ.
đặt hàng cái để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. Mã số 46 giá 370k, mã số 71 giá 450k nha mọi người. Đây kích thước lá như thế này nha mọi người ạ. Đây lá như thế này. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Rễ sinh trưởng rất là tốt. Bên em khi mà giao hàng cho mọi người á, mọi người đặt hàng bên em là em giao cả kệ gỗ như thế này luôn nha mọi người. Đảm bảo cái rễ bám chặt trong giá thể, không bán hàng bóc tách như bên ngoài sợ ảnh hưởng đến chất lượng của cây. Và mua về hàng bóc tách thì cái tỷ lệ sống nó sẽ ít hơn là cái hàng mà ở trong chậu như thế này nha mọi người. Hàng ở trong chậu thì nó đã bám chặt trong giá thể rồi, tỷ lệ sống nó là 100% nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Mã 46 giá 370k, mã số 71 450k mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Anh Hà Ngọc anh đặt hàng để lại số điện thoại giúp em nha anh nha. Hai cây nhỏ đó cũng mít à. Anh nên đưa em hai cái cây nhỏ. Dạ alo, dạ, anh nghe anh. Dạ anh xem cây nó như thế nào anh ạ? Dạ hiện tại cây anh nhận được chưa? Đây dạ. Hai chậu nhỏ vậy. Ủa mấy cái cây nhỏ đem hết rồi. Cái nhỏ tặng ha. Dạ làm bên em thì phải để khô tại vì bên em rồi hai cây như thế này nha anh nha. Tặng hai cây như thế này dạ. Anh đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em là được ha. Mấy cây lan bên em là phải để khô rồi 2-3 ngày thì em mới đóng hàng rồi. Là tặng hai cây như thế này nha anh nha. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. Mã số 71 giá 450k miễn phí vận chuyển cho mọi người. Mã số 46 giá 370k miễn phí vận chuyển ạ. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ha. Tặng kèm theo bịch phân như thế này nha mọi người. Mua 2 cây thì tặng 2 bịch phân nha mọi người nha. Phân thông minh tan chậm. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Ủa anh thấy thiệt cái gì cái điện thoại của anh gì vậy? À, đang đó. Khác đang khác là chuyển bỏ lại đó là đông quá đông quá à hàng chi tập 46 700 được không đấy gọi điện thoại không xong chưa nên nếu mà dạ không nha anh nha, cái này là bên em bán đúng giá rồi, bên em miễn phí vận chuyển rồi tặng thèm thêm hai cái chậu lan như thế này rồi tặng kèm bịch phân nữa, em không có lấy để giá 700 được nha. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em ạ. Mã số 71 giá 450k, mã số 46 giá 370k nha mọi người nha. Đặt dạ, hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. Thì em kiểm tra trên cái đơn hàng bên em gửi là bên em gửi lúc 4 giờ chiều ngày 7 tháng 4 ai hôm nay ngày 14 tháng 11 tháng 4 thì anh nhận được thì nó trong tầm 4 ngày. Mã số 46 giá 370k miễn phí vận chuyển, mã số 71 giá 450k cho mọi người nha. Hôm 14 tặng kèm theo nếu mà anh chị đặt hai cây này thì em tặng thêm hai cây nhỏ như thế này cho mọi người, tặng kèm thêm hai bịch phân thông minh tăng chậm luôn mọi người ơi. Bên em mới vận chuyển đi được chứ không em đóng thùng đi xa mà nó ẩm nó bị hư cây thối cây rồi, rồi anh xem rồi mọi người đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em, nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em mới tặng hàng được hay tặng cây được nha mọi người nha. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em, mã số 71 giá 450k nha mọi người. Mã số 71 450k hàng như thế này nó nhộn mọi người nha. Đây cây rất là mập nha mọi người. Đây rễ cây như thế này nè, rễ cây như thế này nha.
Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. Mã số 71 giá 450k miễn phí vận chuyển nha. 71 450k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. Mã số 46 giá 370k miễn phí vận chuyển nha mọi người. 46 370k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em, nhớ chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha mọi người. Em chào năm anh chị đang xem live giúp em. Anh chị nhớ tương tác giúp em nha. Hiện tại em sợ đó, Facebook nó bị ẩn comment đó, nên em không thấy được comment của anh chị á. Anh chị đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ha. Sáu anh chị đang xem live cho em xin một chấm với mọi người nha, để em xem cái đường truyền có tốt không nha mọi người. Mã số 46 giá 370k miễn phí vận chuyển nha mọi người ơi. 370k miễn phí vận chuyển ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Cái này là màu đỏ đốm hoặc màu bò sữa nha mọi người. Còn mã 71 là giá 450k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Nếu chia sẻ trên live trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em tặng thêm một chậu lan như thế nha mọi người. Tặng kèm thêm một cây lan nhỏ nữa ạ. Cho xem châu cũng nhiều cặp lá. Anh Nguyễn Chính. Rồi anh đợi em xíu nha. Tại trên tay em có một cái mã gọi là mã 62 nha mọi người, giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. 5 cặp lá nha mọi người. 5 cặp lá. Ở đây còn lá chân nữa nha mọi người nha. Còn lá chân như thế này nha mọi người, còn nguyên lá chân. Giá 500k miễn phí vận chuyển, mã số 62 nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Cái này là màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người, màu trắng hoặc là màu cam. 500k tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Ngoài ra 10 anh chị đặt hàng trên live, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người nha. Tặng kèm một chậu lan như thế này. Chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Mã số 62 500k miễn phí vận chuyển. Hàng là hàng Thái thuần tại Việt Nam nha mọi người nha. Trồng tại vườn ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ạ. Rồi, anh chị mua hàng bên em là thứ nhất là được kiểm tra hàng trước thanh toán, miễn phí ship nha mọi người. Được miễn phí ship, tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng kèm theo một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng kèm theo một chậu lan như thế này. Rồi ngoài ra anh chị nào mới bắt đầu chơi lan á, muốn hỗ trợ kỹ thuật như thế nào thì cứ liên hệ số hotline bên em ha mọi người, 0329028744 nha. Hoặc là muốn mua những sản phẩm như thế nào á, cứ comment inbox trực tiếp vô trang fanpage của bên em là Thần Lăng Hoa chi nhánh 1 cho mọi người nha. Là sẽ có nhân viên tư vấn tận tình cho mọi người nha mọi người. Rồi trên tay em là mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ.
Bên đây là mã 70 nha mọi người, 70 500k miễn phí vận chuyển luôn ạ. À, đây hàng lá mít cho mọi người nha. Đây, kích thước lá như thế này nè mọi người ạ. À, kích thước lá hơn 4 ngón tay của em nha mọi người, hơn 4 ngón tay. Lá rất là dày dặn như thế này nè mọi người ơi. Lá dày dặn như thế này nha. Này là màu bò sữa nha mọi người, đỏ đốm hoặc bò sữa. Đỏ đốm hoặc bò sữa nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Cái này là mã số 70. 500k miễn phí vận chuyển nha. 500k miễn phí vận chuyển, cái này nó hơi bị lỗi lá xíu nha mọi người. 500k miễn phí vận chuyển ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người nha. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Anh chị xem like nhớ chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân. Rồi em chào anh Hậu Hoàng nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Năm vừa rồi là đã ra 2 hồng bông rồi. Năm nay Tết mọi người mua nữa về để ra thêm 3-4 hồng bông để mọi người chơi Tết luôn nha mọi người nha. Cho xem chậu to đi. Lấy cho em cái chậu nào to to. Dạ hiện tại bên em trong cái line này thì bên em chỉ có những cái chậu to như thế này thôi nha, còn hàng chậu to hơn nữa thì mấy bữa nữa bên em mới lên nha mọi người nha, mấy bữa nữa bên em mới lên được. Bên em phải kiểm tra hàng chất lượng thì bên qua khâu kiểm duyệt thì em mới lên live được nha mọi người nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người, đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em ha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển. Cái này là đỏ đốm hoặc là bò sữa, kích thước lá như thế này nha, bề mặt lá như thế này đây. Đây mọi người xem giúp em kỹ ha. Đây, cái này là hàng Thái thuần tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng ha. Lá rất là dày dặn như thế này nè mọi người ạ. Lá rất là dày dặn nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại là sẽ có đơn nha mọi người nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan trọng như thế này, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan trọng như thế này nha. Nếu mà chia sẻ trên like á, chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan này nha mọi người nha. Tặng thêm một cây lan như thế này, tặng kèm thêm một cây lan như thế này nha mọi người ơi. Mọi người cứ muốn mua những sản phẩm như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em ha mọi người nha. Nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm á. Em sẽ dành ra 10 xuất hàng đầu tiên đặt hàng trên like là em tặng thêm một chậu lan nữa nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một chậu lan như thế này ạ. Tặng kèm thêm một chậu lan như thế này nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Số 500... Mã số 52 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Kích thước như thế này, mọi người xem kích thước giúp em ha. Đây kích thước đây. Đây là mặt trước nha mọi người. Đây là mặt sau ạ. Mặt sau như thế này đây mọi người ạ.
Mã số 52 giá 500k nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm bên bên đơn cho mình nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm là được ha. Đây, đây là bề mặt lá nha mọi người nha. Bề mặt lá như thế này đây ạ. Anh chị nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha. Mua hàng bên em thì cứ yên tâm về chất lượng nha mọi người. Hàng là hàng Thái thuần tại Việt Nam. Hiện tại là vườn đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha. Mua hàng bên em là được miễn phí ship toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người. Ngoài ra em còn tặng kèm thêm một bịch phân thông minh như thế này nha mọi người. Phân này là phân của Nhật. Anh chị cứ cái này xài được 4 đến 5 lần ạ. Hoặc là anh chị cứ để nguyên cái túi lọc này nè, để vào chậu lan và đi nước vô á, thì cái cây lan nó sẽ hút ẩm và hút chất dinh dưỡng tùy theo cái độ cần thiết của cái cây lan nha mọi người nha. Cái này là 3 đến 6 tháng là nó sẽ tan hết một phân như thế này, tùy tình trạng của cây lan nha mọi người nha. Đây, cây này là cây sinh trưởng rất là tốt nha mọi người. Rễ bẩm bảo là bám chặt trong cái giá thể như thế này đây. Khi bên em mà chốt đơn mà gửi hàng cho khách á là gồm cả một kệ như thế này luôn nha, cả một cái chậu như thế này. Chậu này là chậu uống sữa nha mọi người nha. Cái rễ nó bám chặt trong giá thể như thế này, xong rồi bám, xong rồi còn bám thêm ra ngoài cái chậu như thế này nha mọi người nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Mã số 2 giá 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Mọi người xem like nhớ chia sẻ mà tắt tên bạn bè vào đây xem like giúp em ha mọi người nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em là được ha. Và nhớ chia sẻ trên like, trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm. Em sẽ tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. 500k miễn phí vận chuyển, tặng kèm thêm một chậu lan như thế này. Tặng kèm luôn một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nữa ạ. Anh chị xem like cho em xin một chấm tương tác nha mọi người nha. Hiện bây giờ cũng đã 15 khách rồi, em bắt đầu chơi mini game nha mọi người nha. Em khách hàng Ngọc cặp 46 với cặp 71 giá 700k được không? Thấy có bình luận không? Thấy, thấy, không được. Nó là 820. Rồi bây giờ em bắt đầu chơi mini game nha. Giải thưởng là cái này nha. Em sẽ bốc một cái lá thăm, là cái số em sẽ bỏ vô đây tới cuối, gần cuối chương trình là bên em sẽ soi số nha mọi người. Comment của mọi người á, nếu mà trúng với cái số của bên em á thì bên em sẽ tặng cho mọi người một chậu lan như thế này nha. Tặng một chậu lan như thế này miễn phí ạ. Mọi người comment hai số giúp em nha. Giải thưởng là một chậu lan như thế này. Comment hai số giúp em nha mọi người nha. Comment hai số giúp em nha. Khách nào mà comment trúng với cái lá bốc thăm của em thì em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha. Tặng kèm một chậu lan như thế này nha mọi người. Nhớ tag tên bạn bè vào đây xem like cùng em nha mọi người nha. Nhớ tag tên bạn bè vào đây xem like giúp em ạ. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm nha mọi người nha. Mã số 52 giá 500k. Tiếp theo đây em lên một cái mã khác cho mọi người nha mọi người.
em lên những cái hàng giá mềm hơn cho mọi người ha, để cho anh những anh chị nào mà mới bắt đầu chơi lan thì có thể mua được ha. Đây chậu số 300k nha mọi người, bộ số 3 300k này, màu trắng hoặc là màu trắng hoặc là màu vàng nha mọi người. 5 cặp lá nha mọi người ơi, 5 cặp lá. 5 cặp lá mà lá chân vẫn còn nguyên như thế này nha mọi người nha, lá chân vẫn còn nguyên như thế này nha. Rễ nè. Rễ tình trạng sinh trưởng rất là tốt nha mọi người nha. Rễ như thế này nha mọi người. Để bám chặt trong giá thể như thế này luôn. Đây, rễ bám chặt như thế này nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người. Đây kích, đây là kích thước lá, kích bề mặt lá mọi người. Đây, bề mặt lá như thế này nha mọi người nha. Đây. Kích thước cây như thế này nè. Kích thước cây như thế này nha mọi người. Đặt, anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha, mã số 3. Giá 300k kèm thêm một bịch phân thông minh tăng trọng nha mọi người. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tăng trọng. Ngoài ra 10 anh chị mà đặt hàng trên like hoặc chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng kèm thêm một. Em đưa đơn hàng của anh gửi đi chưa? Anh Phúc Hồng. Dạ, đang giao, đang chuẩn bị giao cho anh. Rồi. Trên đơn chuẩn bị đang giao cho anh. Dạ, một tí nữa là hơn một tí nữa giờ. Dạ, cái đơn hàng của anh Phúc Hồng là giao rồi nha anh để ý điện thoại nhận hàng giúp em nha anh nha. Mã số 3 giá 300k nha mọi người, đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn. Mã số 3 giá 300k nha mọi người ơi. Anh chị xem nay nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, tag tên bạn bè vào chơi mini game với em nha. Comment hai số cuối giúp em nha. Anh chị nào trúng cái số này đó, thì bên em sẽ tặng kèm thêm một chậu tặng một cái chậu lan như thế này nha mọi người, tặng một chậu lan như thế này. Anh chị nào đặt hàng có để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn ạ. Hello, thằng là hai nghe. Mã số 3 giá 300k nha mọi người nha, mã số 3 giá 300k. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Rồi, hiện tại bên em có cây có chung với cái đài tầm 5 cặp đấy, 6 cặp lá. 6 cặp lá. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha, mã số 3 giá 300k miễn phí vận chuyển. Đây. Cái này thân rất là mập nha mọi người, năm vừa rồi đã ra 2 ngồng bông rồi, Tết là mọi người mua đó. Rồi, bây giờ mua tới Tết rồi nó sẽ ra bông đúng dịp Tết để mọi người chơi Tết luôn ha. 5 cặp lá nha mọi người, 5 cặp lá là màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người, màu trắng hoặc là màu cam ạ. À. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. À. Ngoài ra anh chị nào muốn mua những sản phẩm như thế nào cứ comment trực tiếp trên like giúp em ha, để em sẽ trả lời theo yêu cầu của mọi người nha mọi người. Muốn mua những cái đơn như hàng như thế nào thì cứ comment lên đây ạ. À. Mã số 3 giá 300k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Mã số 3 giá 300k miễn phí vận chuyển. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người ơi. Đây, mã số 3 nha mọi người nha, kích thước lá như thế này đây. Đây, kích thước lá như thế này nha mọi người. Kích thước lá như thế này nè. Đây, đây là kích thước cây nha mọi người. Đây là hàng Thái thuần tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng nha. À, bên em là được giao hàng cho khách đó, là khách có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người, kiểm tra hàng trước khi thanh toán và bên em được miễn phí vận chuyển cho mọi người luôn. Tặng kèm thêm một bịch phân như thế này, tặng kèm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này, sử dụng được 4 đến 5 lần, hoặc mọi người có thể để nguyên túi lọc trà này vào chậu lan và đi nước vô là hả, cây lan nó sẽ hút độ ẩm mà hút chất dinh dưỡng tùy theo cái độ cần thiết của cây lan nha mọi người nha.
Ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game, mọi người comment hay số giúp em nha. Nếu đáp án trùng vô bốc thăm của em thì em sẽ tặng cho một chậu lan như thế này nha mọi người, tặng một chậu lan như thế này ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 3 giá 300 miễn phí vận chuyển ạ. Mã số 300 miễn phí vận chuyển cho mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Ngoài ra là anh chị nào muốn mua những sản phẩm như thế nào á, cứ là comment trực tiếp lên đây hoặc là liên hệ số hotline bên em nha mọi người nha. Liên hệ số hotline bên em là 0329028744 ạ. 0329028744 nha mọi người nha. Mã số 3 giá 300k miễn phí vận chuyển ạ. Bên em vẫn còn chơi đi game, mọi người cứ comment hai số giúp em ha. Comment hai số giúp em là đáp án là từ số 01 tới số 50 nha mọi người, 01 tới 50 ạ. Số 01 tới 50 mọi người ơi. Mọi người cứ comment nhiệt tình giúp em ha mọi người ha. Mã số 3 giá 300k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em là được nha mọi người. Ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ hội nhóm, trên hội nhóm em sẽ dành ra 10 suất hàng đầu tiên tặng cho khách nào mà đặt hàng trên live á, là em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha. Tặng thêm một chậu lan nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người. Mã số 3 giá 300k miễn phí vận chuyển ạ. Đây mã số 3 à, mọi người xem kỹ giúp em ha, xem gần giúp em nha. Đây là màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người. Đây rễ như thế này nha mọi người nha. Khi bên em giao hàng cho khách là giao cả nguyên kệ gỗ luôn, đảm bảo về chất lượng, đảm bảo cái độ rễ nó bám chặt trong giá thể nha mọi người nha. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Đây rễ bám chặt trong giá thể luôn nha mọi người. Đây rễ bám chặt dưới này luôn nha mọi người. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người. Mã số 3 giá 300k miễn phí vận chuyển ạ. Ngoài ra anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em là được ha. Muốn mua những sản phẩm như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em ha. Anh có bán combo nữa không vậy? Anh nào? Mã số 3 300k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Tiếp theo là em lên những một cái mẫu khác cho mọi người ha. Em lên tiếp theo mã số 20 nha mọi người. 280k miễn phí vận chuyển này, màu đỏ đốm nha mọi người nha. Đỏ đốm. 1, 2, 3, 4 cặp lá nha mọi người nha, gồm 4 cặp lá, 4 cặp lá và lá chân nha mọi người. Đây lá chân vẫn còn nguyên như thế này đây, đây. Lá chân đây ạ. Đây mọi người có thấy lá chân không ạ? Đây lá chân vẫn còn nguyên như thế này nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Tình trạng sinh trưởng rất là tốt. Mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển ạ. Đây là kích thước lá, kích thước lá như thế này nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người ơi. Mã số 20 giá 280k nha mọi người. Mã số 20 280k tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Ngoài ra anh chị nào chia sẻ trên live hoặc chia sẻ hội nhóm á, em sẽ dành ra 10 suất hàng đầu tiên tặng cho anh chị nha mọi người nha. Anh chị nhớ tag tên bạn bè vào đây xem giúp em, xem like giúp em nha. Bên em vẫn còn chơi mini game nha mọi người. Mọi người comment hai cái số giúp em, đáp án là từ 01 tới 50 nha mọi người. 01 tới 50 ạ. Mọi người đặt hàng cứ để lại số điện thoại của em, ngoài ra là cứ chơi mini game comment số giúp em nha mọi người. Comment số giúp em ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Rồi.
rồi anh chị, em chào năm anh chị đang xem like nha. Anh chị xem like cho em xin một chấm tương tác nha mọi người nha. Em sợ nó bị ẩn comment đó nên em không có thấy được mọi người á. Mọi người cho em xin một chấm tương tác nha. Có đường truyền như thế nào mọi người cứ báo giúp em ha. Nếu mà đường truyền ok thì cứ báo ok, còn không rõ thì báo không rõ để em chỉnh lại cái đường truyền cho tốt cho mọi người nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ạ. Mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển. 280k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm, kèm thêm một chậu lan như thế nào với điều kiện chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em là được nha mọi người nha. Đây, tặng kèm một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng kèm thế này đây ạ. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Bên em là miễn phí ship hoàn toàn nên mọi người cứ yên tâm ha. Hàng là hàng Thái thuần tại Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm ha. Thầy Thái bên em là nhập những cái cây mô như thế này là từ bên Thái nè. Rồi về rồi trồng ra những cái cây như thế này là cũng được 2 năm rồi nha mọi người. 2 năm từ như thế này mà trồng ra là 2 năm. Và giá chỉ có 280k miễn phí vận chuyển cho anh chị luôn. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Rồi ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân á, mà trên chế độ công khai hoặc là chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này là tính ra là giá rất là ok rồi đây mọi người nha. Chất lượng thì khỏi phải bàn tới nha. Hiện tại vườn của em là đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Mọi người có muốn tới thăm lam vườn thì cứ điện thoại và cái số hotline bên em ha. Mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em là được. Ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game. Mọi người comment 2 số giúp em nha. Comment 2 số giúp em, số là từ 01 cho tới 50 nha mọi người. 01 cho tới 50 ạ. Mã số 20 280k. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha. Nhớ chia sẻ vào hội nhóm, chia sẻ trên trang cá nhân là em sẽ tặng thêm một chậu lan nữa nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan nữa ạ. Rồi, em chào anh Nguyễn Nguyễn nha. Rồi, anh chị xem like cho em xin một chấm nha mọi người nha. Mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Đây là mã số 20 nha mọi người. Gồm 4 cặp lá, 5 cặp lá nha mọi người. 5 cặp lá này màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người. Đỏ đốm hoặc là bò sữa. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển. 500k nha mọi người. Giá mã số 62 giá 500k. 6 cặp lá nha mọi người. 6 cặp lá, lá chân vẫn còn nguyên. Có Châu Thái 1 tuổi không em? Châu Thái 1 tuổi. Anh ơi lấy giùm em cái chậu nào Châu Thái 1 tuổi nha anh. Dạ anh đợi em một xíu nha. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Mã số 62 giá 500k nha mọi người nha. 62 giá 500k miễn phí vận chuyển luôn ạ. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Ngoài ra anh chị nào đặt hàng trên like chia sẻ vào hội nhóm. Rồi, thì vậy là em có nha anh nha. Đây, hàng cây 1 năm tuổi đây anh ơi. 130.000 một cây nha anh nha. Miễn phí vận chuyển ạ. Không có bán cây sao miễn phí vận chuyển nha. Chết rồi. Đơn hàng trên 350.000 đi. Dạ anh lên lên cho em một cái combo đi. Lên cho em. Đây bên em có một cái Châu Thái 1 tuổi nha mọi người nha. Châu Thái 1 năm tuổi như thế này nha anh Hùng Trần nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha.
Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển. Đặt hàng có để lại số điện thoại, còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha. Nhớ chia sẻ và tắt tên bạn bè vào đây xem Milligram giúp em nha mọi người nha. Milligram là Milligram là số 01 tới số 50 nha mọi người. Comment đó. À, hai cái số giúp em để là cuối chương trình đó em sẽ sổ mở cái số mở cái lá thăm này ra, anh chị nào comment trúng với cái lá thăm của em thì em sẽ tặng một chậu lan cho mọi người, tặng một chậu lan như thế này. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển, anh chị nào đặt hàng có để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ha. Đây là màu trắng hoặc là màu cam, màu trắng hoặc là màu cam nha. Năm vừa rồi đã ra hai gồng bông rồi. 6 cặp lá nha mọi người nha, gồm 6 cặp lá, mã số 62 giá 500k, 500k nha mọi người nha. Ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi như thế này. Tặng kèm thêm một chậu lan như thế này cho mọi người nha. Tặng kèm một chậu lan như thế này, tặng kèm luôn một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Phân này là phân của Nhật. Được sử dụng 4 đến 5 lần nha mọi người. Một bịch như này là xài được 4 đến 5 lần. Hoặc là mọi người có để nguyên một bịch này túi lọc trà này vào cái chậu lan nha. Và đi nước vô thì lan nó sẽ tự cây lan nó sẽ tự hút chất ẩm và hút chất dinh dưỡng tùy theo độ cần thiết của cây lan nha mọi người. Một bịch như thế này là 3 đến 6 6 tháng thì nó mới tan hết được nha mọi người. 3 đến 6 tháng mới tan hết được. Phân này là phân thông minh tan chậm nha mọi người nha. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển, anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ha. Rồi em chào anh Nguyễn Phi Thúy nha, hôm nay em bán cũng được nhiều rồi anh nha. Rồi em lên tiếp theo mã số 52 giá 500k nha anh. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển, đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Thì em giao hàng cho anh chị là giao cả nguyên kệ gỗ như thế này nha mọi người. Thế này là màu đỏ đớn hoặc là màu bò sữa nha. Cái này 1, 2, 3, 4 cặp lá, 5 cặp lá nha mọi người nha. 5 cặp lá. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm lên bên đơn cho mọi người luôn nha mọi người. Đây kích thước như thế này nè mọi người nha. Kích thước lá như thế này đây. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển 500k nha mọi người, miễn phí vận chuyển. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha mọi người. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh nhanh chậm như thế này. Nếu mà chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng thêm một chậu lan nữa nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một chậu lan như thế này. Tặng kèm một chậu lan như thế này nha mọi người nha. Ngoài ra anh chị muốn hỗ trợ kỹ thuật gì á hoặc là muốn mua những sản phẩm gì như thế nào á thì cứ comment trực tiếp lên đây hoặc là liên hệ vào số hotline bên em nha, 0329028744 nha mọi người nha. Vườn của em đang hiện tại là đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ạ. Rồi anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển nha. Anh chị nhớ tag tên bạn bè và chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha. Bên em vẫn còn chơi mini game. Anh chị comment hai số giúp em là số là từ 01 tới 50 nha mọi người nha. 01 đến 50 ạ. Anh chị nhớ tag tên bạn bè và đi chơi mini game với em nha mọi người nha. Dạ bên em chưa có, không có mã số 62 nha anh Nguyễn Thúy nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Lóc. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người.
5 cặp lá nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Mã số 52 nha mọi người nha. Mã số 52 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em. Ngoài ra nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm. Em sẽ dành ra 10 suất hàng đầu tiên tặng cho khách nào mà đặt hàng bên em nha mọi người. Tặng thêm một chậu lan như thế này. Tặng kèm một chậu lan như thế này nha mọi người. Em vẫn còn chơi mini game mọi người. Nhớ comment cái số 2 số giúp em nha. Khi cuối chương trình là em sẽ... Rồi em chào anh Nguyễn Như Đào nha. Rồi anh Nguyễn Phi Thí chốt cái mã 52 500k đúng không anh? Ủa cái cặp 62. Rồi anh Nguyễn Phi Thúy chốt mã 52 giá 500k nha. Em lên đơn cho anh rồi nha anh nha. Lên mã số 70 nha mọi người. 70 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người nha. Gồm 4 cặp lá. Đây là hàng lá mít cho mọi người, hàng lá mít như thế này đây. 4 ngón tay của em còn dư nha mọi người nha. 4 ngón tay họ còn dư ạ. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển à. 70 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Cái này nó bị hơi lỗi lá một xíu nha mọi người nha. 5 cặp lá. Gồm 5 cặp lá nha mọi người nha. Đây lá như thế này đây. Lá rất là to dày dặn luôn nha mọi người nha. Bản rất là to luôn á. Bản to nhưng mà nó dày chứ không có mỏng nha mọi người. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Chào anh Khánh Hoàng ạ. À. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nha. Ngoài ra nếu anh chị nào mà chia sẻ trên like hoặc chia sẻ vào hội nhóm em sẽ dành ra 10 suất hàng đầu tiên. Em sẽ dành ra 10 suất hàng đầu tiên tặng kèm thêm một chậu lan như thế này nha mọi người nha. 10 suất hàng đầu tiên cho khách nào đặt hàng trên like nha mọi người. Anh chị muốn mua những sản phẩm như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em nha mọi người nha. Comment trực tiếp lên đây giúp em ạ. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. À.
mã số 70, 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha mọi người nha. Ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game, mọi người comment hai số giúp em nha. Comment hai số giúp em, nếu mà trúng giải là bên em sẽ liên hệ tặng một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng một chậu lan như thế này ạ. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. Mọi người nhớ comment hai số giúp em nha mọi người nha. Tắt tên bạn bè và đang chơi mini game với em luôn ạ. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. 70 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Rồi anh chị nào đang xem live cho em xin một chấm tương tác với mọi người nha. Cho em xin một chấm tương tác. Dạo này Facebook nó hay bị lỗi, nhiều khi em không thấy được comment của mọi người á. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Mã số 70 500k miễn phí vận chuyển là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha. Đỏ đốm hoặc là màu bò sữa. Tiếp theo đây em lên một số những cái mẫu khác cho mọi người cùng tham khảo nha mọi người nha. Mã số 66 nha mọi người nha. Mã số 66 giá 250k miễn phí vận chuyển luôn ạ. 250k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Cái này là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người nha. Cái này là 4 cặp lá. Năm vừa rồi đã ra ngầm bông rồi mọi người. Hai ngầm bông rồi mọi người, đặt hàng về á và chăm đến đúng dịp Tết thì nó sẽ ra thêm 2 hoặc 4 ngầm bông nữa nha mọi người nha. Mã số 66 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em là khi bên em giao hàng. Khi bên em giao hàng là sẽ giao cả kệ gỗ luôn nha mọi người nha. Giao cả kệ gỗ luôn. Giao cả kệ gỗ để đảm bảo chất lượng cho mọi người là cái rễ nó bám chặt trong giá thể ha. Đảm bảo rễ bám chặt trong giá thể nha mọi người nha. Anh chị nào đặt hàng cho em để lại cho em số điện thoại cùng mã sản phẩm nha mọi người. Mã số 66 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. Mã số 66 giá 250k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em là được. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Nếu mà chia sẻ trên like, trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan nữa nha mọi người. Tặng thêm một chậu lan như thế này ra. Đây, chặn kèm một chậu lan như thế này nha mọi người. Ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game nha mọi người. Mọi người nhớ comment hai cái đáp án cuối giúp em ha. Comment hai cái số giúp em. Khi em mở lá thăm này bên ra thì khách hàng nào trúng cái lá thăm thì em sẽ tặng cho một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng cho một chậu lan như thế này ạ. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em là được. Nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha. Nhớ tag tên bạn bè vào đây chơi mini game với em luôn ạ. Mã số 66 giá 250k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Mã số 66 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. Mã số 66 250k nha mọi người. 250k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha mọi người.
Nếu anh chị chia đặt hàng trên like, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa. Rồi hiện tại bên đây cũng có một chậu 250k đó nha mọi người. Cái này là mã số 66 250k. Mã số 43 cũng 250k nha mọi người. Cũng 4 cặp lá nha mọi người. Lá chân vẫn còn nguyên luôn đó. Đây, lá chân vẫn còn nguyên như thế này nha mọi người nha. Đây, lá chân đây. Rễ đang phát triển rất là tốt nha mọi người. Rễ như thế này nha mọi người nha. Rễ phát triển như thế này rất là xanh tươi luôn. Lá rất là mơ mướt nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em là được nha mọi người. Nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha mọi người. Phân này là phân của Nhật, sử dụng được 4 đến 5 lần nha mọi người nha. Mọi người có thể bỏ nguyên cái túi lọc trà này vào chậu lan và túi đi nước vô thì nó sẽ tự tan theo cái độ hút ẩm của cái cây lan cần thiết nha mọi người nha. À, hàng bên em là hàng Thái thuần tại Việt Nam nha mọi người. Hiện tại là vườn đang ở ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha mọi người nha. Anh chị có muốn mua những cái sản phẩm như thế nào? Một chậu. Dạ anh Hận ơi, anh Hận, cái chậu như thế này là chậu 2 năm tuổi rồi nha anh. Hàng bên em làm hàng Thái thuần tại Việt Nam nha anh. Hàng là hàng chất lượng, hàng khi em giao cho khách hàng là cả nguyên một kệ gỗ như thế này nha. Chị Cúc, chị Cường Cúc, anh Cường Cúc ơi, cái mã này mã số 43 giá 250k nha anh nha. 250k miễn phí vận chuyển ạ. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. 250k miễn phí vận chuyển, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Rồi tặng kèm thêm, nếu mà anh chị chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm á, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nữa nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm, sẽ có nhân viên liên hệ chốt đơn của mình nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Đây mã số 43 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. 250k miễn phí vận chuyển, mã số 43. Tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người. Tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm. Nếu mà chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, tặng kèm theo một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha mọi người nha. Cái này là hàng Thái thuần ngoài Việt Nam nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng nha. Hiện tại vườn là đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Bên đây là bán hàng nguyên chậu, cả kệ, cả cái chậu gỗ như thế này luôn. Đây, bên em giao hàng là cả cái kệ gỗ như thế này nha. Đảm bảo chất lượng, đảm bảo cái rễ bám chặt trong giá thể nha mọi người nha. Trên thị trường là bán nguyên cái chậu như thế này, một chậu như thế này gần 2 năm tuổi mà có giá 250k thì quá là ok rồi mọi người ạ. Ngoài ra anh chị mà chia sẻ trên like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một chậu lan như thế này ạ. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 43 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người nha. Ngoài ra anh chị nào mới chơi lan có muốn hỗ trợ kỹ thuật gì á thì cứ liên hệ số hotline bên em hỗ trợ miễn phí và tận tình cho mọi người nha. Số 0329028744 mọi người ạ. 0329028744 ạ. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người. Mã số 43 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ.
43 250k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác cho mọi người nha. Em sợ dạo này Facebook nó hay bị ẩn comment á, em mọi người comment em không có thấy được đó nha mọi người. Ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game. Anh chị nào xem mini game chơi mini game với em nha mọi người. Comment hai số giúp em, comment hai số giúp em cuối chương trình em mở lá thăm này ra. Mọi người mà trúng với lá thăm trùng khớp với hai số của em á thì em sẽ tặng một chậu lan như thế này nha mọi người. Tặng kèm một chậu lan như thế này đây ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha mọi người nha. Mã số 43 giá 250k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan trọng luôn mọi người nha. Tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan trọng như thế này. Rồi ngoài ra chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng thêm một chậu lan. À, như thế này nha mọi người nha, tặng kèm một chậu lan như thế này ạ. Tặng kèm một chậu lan như thế này nha mọi người ơi. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. Mã số 66 giá 250k, mã số 43 giá 250k luôn nha mọi người. Đây là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa hết ạ. Đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người nha. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em, sẽ có nhân viên liên hệ chốt đơn với mình nha mọi người. Mã số 43 giá 250k, mã số 66 giá 250k luôn mọi người nha. Tặng kèm theo một bịch phân thông minh tăng chậm, tặng kèm theo một chậu lan 1 năm tuổi với điều kiện chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em. Nhớ tag tên bạn bè vào đây chơi mini game với em nha mọi người ơi. Đây mọi người xem lại kích thước cây như thế này nha mọi người. 250k kích thước cây như thế này đây. Bề mặt lá như thế này nha mọi người nha. Bề mặt lá như thế này đây ạ. Để em cho xin mọi người xem mặt bông nha. Mặt bông sẽ như thế này nha mọi người nha. Mặt bông như thế này nha. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người. Mặt bông như thế này nha mọi người ơi. Mã số 43 giá 250k miễn phí vận chuyển ạ. Em mở sáng. Rồi như thế này nha mọi người nha. Mã số 43 giá 250k, mã số 66 giá 250k. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm, sẽ có nhân viên liên hệ chốt đơn nha mọi người nha. Ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game, mọi người comment hai số giúp em từ 01 đến 50 là bên em cuối chương trình sẽ sổ số, mọi người sẽ trúng cái đáp án thì bên em sẽ tặng một chậu lan nha mọi người nha. Tặng kèm một chậu lan ạ. Mã số 43 giá 250k, mã số 66 250k. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ha. À, rồi ngoài ra dưới sau cái like này á, mọi người có muốn mua những sản phẩm như thế nào thì cứ comment trực tiếp giúp em, chụp lại màn hình gửi qua bên bên in tin nhắn inbox giúp em là sẽ có nhân viên liên hệ cho chị, mọi người nha mọi người. Rồi tiếp theo đây em lên mã số 65 cho mọi người nha, giá 370k miễn phí vận chuyển luôn ạ. 5 cặp lá như thế này nha mọi người nha, gồm 5 cặp lá. 5 cặp lá như thế này nha mọi người nha.
Đây gồm 5 cặp lá. Đây là màu màu trắng chấm tím nha mọi người nha, màu trắng chấm tím. Đây, mặt bông như thế này nha mọi người. Mặt bông như thế này, anh chị đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Khi bên em giao hàng cho mọi người là giao cả kệ gỗ luôn, đảm bảo chất lượng, đảm bảo rễ được bám chặt trong giá thể cho mọi người nha. Không bán hàng bóc tách như ngoài thị trường là sẽ bị ảnh hưởng tới tỷ lệ sống của nó nha. Bên em bán là bán hàng chất lượng nên mọi người cứ yên tâm nha. Hiện tại là vườn đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ạ. Mọi người có muốn tới thăm ra vườn thì cứ liên hệ và có số hotline giúp em nha mọi người nha. Mã số 65 giá 370k miễn phí vận chuyển ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em nha. Chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nha mọi người nha. Tặng kèm thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa. Ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game nha mọi người nha. Em vẫn còn chơi mini game. Anh chị comment 2 số giúp em nha, từ 01 đến 50. 01 cho tới 50 nha mọi người nha. Cuối chương trình em sẽ mở lá thăm này, anh chị nào trúng với mini game của em thì em sẽ tặng một chậu lan nha mọi người nha, tặng kèm một chậu lan. Mã số 65. Mã số 65 giá 370k miễn phí vận chuyển ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Mã số 65 giá 370k miễn phí vận chuyển ạ. Gồm 5 cặp lá nha mọi người, gồm 5 cặp lá kích thước như thế này nè, kích thước bề mặt lá như thế này nha mọi người nha. Bề mặt lá như thế này đó. Lá rất là dày dặn nha mọi người nha. Đây, lá rất là dày dặn nha mọi người nha. Đây rễ như thế này ạ. Đây, rễ rất là nhiều. Bám chặt trong giá thể luôn mọi người nha. Khi bên em giao hàng là giao cả chậu gỗ như thế này nên mọi người cứ yên tâm ha. Giao cả chậu gỗ như thế này luôn ạ. Cái này là hàng Thái thuần tại Việt Nam nha mọi người nha. Anh chị có muốn xem, muốn mua những sản phẩm như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em nha mọi người nha. Hiện tại bên em vẫn có chơi mini game á, mọi người comment 2 số giúp em. Comment 2 số giúp em nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người. Nhớ tắt tên bạn bè vào đây chơi mini game với em nha mọi người ơi. Mọi người nhớ chia sẻ trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm giúp em nha mọi người. Tắt tên bạn bè vào đây chơi mini game với em luôn ạ. Giá thế nào? Dạ chậu này là giá 370k nha. Nha anh Nguyễn Tiên nha, 370k miễn phí vận chuyển ạ. 370k miễn phí vận chuyển mã số 65. Anh chị rồi đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Có HCS không em? Có HCS là gì ạ? Anh Nguyễn Ngọc Sơn, anh hỏi sao em đọc em không hiểu lắm á, anh comment lại giúp em nha. Em chưa có hiểu lắm. Mã số 65 giá 370k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đây là hàng Thái thuần tại Việt Nam, vườn của em là đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha mọi người nha. Khi bên em giao hàng cho khách là giao cả kệ gỗ luôn, đảm bảo chất lượng, đảm bảo cái bộ rễ bám chặt trong giá thể nha mọi người nha. Đây, đặt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm, bên em sẽ có nhân viên liên hệ chốt đơn cho mọi người nha. Ngoài ra bên em vẫn còn chơi mini game nha mọi người. Comment 2 số giúp em. Cuối chương trình là bên em sẽ mở lá thăm. Anh chị nào mà có comment trúng với 2 số của em thì em sẽ tặng thêm một chậu lan nha mọi người. Tặng một chậu lan ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn nha mọi người nha.
mã số 65 giá 370k miễn phí vận chuyển. Và anh chị nào muốn mua những sản phẩm như thế nào, giá bao nhiêu thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em nha mọi người. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên cho mình nha. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác cho mọi người. Dạo này Facebook nó hay bị ẩn, em không có thấy được comment của mọi người nhiều á. Mã số 65 giá 370k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người nha. À, anh chị cho coi cây 500k. Trời ơi, okay, anh đợi em một xíu nha. Cây 500k. Đây cây 500k này anh Tiên ơi. Đây hàng lá mít cho mọi người. Hàng lá mít 6 cặp lá. 6 cặp lá mã số 62 giá 500k nha mọi người nha. 500k miễn phí vận chuyển luôn ạ. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha. Hàng 6 cặp lá. 6 cặp lá năm vừa rồi đã ra 3 ngồng bông rồi nha mọi người. 3 ngồng bông rồi, năm nay Tết là mọi người mua về chăm đúng dịp Tết thì bên em nó sẽ ra thêm 3 hoặc 4 ngồng bông nữa nha. Cái này là màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người, màu trắng hoặc là màu cam. Đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em. 500k kèm theo một bịch phân như thế này nha mọi người. Kèm theo một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Chia sẻ trên like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ mọi hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này. Tặng kèm theo một chậu lan một tủ như thế này nha mọi người nha. Anh Tuyên Nguyễn đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp em nha anh nha. Mã số 62 giá 500k miễn phí vận chuyển. Đây kích thước cây như thế này nha. Kích thước cây như thế này đây ạ. Đây là bề mặt lá nha. Bề mặt lá như thế này đây ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn giá là 500k mã số 62 nha mọi người nha. Mã số 62. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn. Mã số 62. Có màu khác không em? Dạ có anh nha. Đây cái cây này là màu đỏ đốm hoặc là màu sữa đây nha anh nha. Đỏ đốm hoặc là bò sữa. Cái này mã số 70 cũng 500k miễn phí vận chuyển ạ. Hàng lá mít nha anh ta, kích thước như thế này, lá như thế này nha. Có tím trắng không em? Cái chậu này nó sẽ ra bông như thế này nha anh nha. Có cây 100k không sớm. Anh ông ơi, khách hỏi có cái cây nào 100k không? Mã số 70 giá 500k nha mọi người nha. Mặt bông là như thế này. Có cây nào 100k không? 100k tối thì mới lên combo được. Dạ cây 100k thì tối em mới lên combo được nha. Hiện tại trong cái line này bên em không có cây 100k nha. Tiên
Nguyễn có đặt hàng thì để lại số điện thoại còn mã số cộng giúp em nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Cây 250 bán 200 con shop. Dạ không anh ơi, bên em là bán hàng chất lượng nha anh ơi, chứ không bên em không có giảm giá được anh ơi. Bên em chỉ tặng thêm cây nếu mà anh chia sẻ thôi. Cái cây 250 là bên em bán 250 chứ không bán 200 được nha anh. Đây là mã số 61 giá 550k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Cái này là màu trắng trong Tiên ơi, hiện tại là cái cây này trên tay em là dạ mã số 61 giá 550k là cái mặt bông như thế này nha anh nha. Mặt bông như thế này ạ. À. Thêm một chậu lan nữa nha. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha, mặt bông như thế này nha mọi người nha. Em chào chị Đỗ Thị Kim Hằng ạ. À. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Đây. Mặt bông như thế này đây ạ. À. Mã số 61 mặt bông như thế này nha mọi người nha. Đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn luôn nha mọi người. Giá 550k miễn phí vận chuyển. Chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan trọng nha mọi người nha. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn ạ. À. Mặt bông như thế này nha mọi người ơi. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Anh Tiên Nguyễn anh có chốt cái cây này thì để lại số điện thoại giúp em nha anh nha. Mã số 61 550k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. Nhớ tag tên bạn bè vào đây xem like giúp em nha. À, ngoài ra em vẫn còn đang chơi mini game. Mọi người đặt hàng, mọi người nhớ comment hai cái số cuối giúp em nha. Comment hai số là số từ 01 đến 50 nha. Nếu mà trúng với đáp án của em là em sẽ tặng thêm một chậu lan nha mọi người nha. Tặng một chậu lan nữa. Mã số 61 giá 550k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn luôn ạ. À. Mã 61 giá 550k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm em lên đơn nha. Mã số 65 giá 370k. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em. Hàng này hàng lá mít cho mọi người nha. Hàng lá mít ạ. À. Đây lá mít như thế này đây mọi người nha. Đây. Em chào 19 anh chị đang xem like nha. Anh chị xem like cho em xin một chấm tương tác cho mọi người nha. Gồm 5 cặp lá cho mọi người nha. Gồm 5 cặp lá. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Ngoài ra anh chị nào muốn mua những sản phẩm như thế nào thì cứ comment trực tiếp lên đây giúp em nha mọi người.
Hoặc là mọi người có muốn hỗ trợ kỹ thuật thì cứ liên hệ vào cái số hotline bên đây 0329028744 nha mọi người. 0329028744 ạ. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em, mã số 65 giá 350k miễn phí vận chuyển ạ. 350k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Ê, 370k miễn phí vận chuyển ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ạ. Mã số 65 370k. Rồi, em lên thêm một cái mã khác nha mọi người ơi. Lên thêm một mã khác nữa ạ. Mã số 55 giá 300k miễn phí vận chuyển ạ. Đây là màu trắng nha mọi người nha, màu trắng hoặc là màu cam. 4 cặp lá nha mọi người nha, cái này gồm 4 cặp lá. Năm vừa rồi thì đã ra 2 hồng bông rồi. Năm nay mọi người mua Tết về nữa thì nó ra thêm 3 hoặc 4 hồng bông nữa, chơi đúng dịp Tết cho mọi người chơi Tết ha. Hàng này là hàng Thái thuần tại Việt Nam, hiện tại vườn của em đang ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ạ. Mọi người mua hàng bên em cứ yên tâm về chất lượng ha, hiện tại là bên em là được miễn phí vận chuyển, kiểm tra hàng trước khi lên toán. Ngoài ra các anh chị nào đang chơi, mới bắt đầu chơi lan á, muốn hỗ trợ kỹ thuật cứ liên hệ bên em hỗ trợ miễn phí. Được ngoài ra đặt hàng trên like, chia sẻ trên trang cá nhân vừa được miễn phí ship và vừa được tặng thêm một chậu lan nữa nha mọi người nha. Vừa được tặng thêm một chậu lan như thế này nè. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 55 giá 300k miễn phí vận chuyển ạ. Mã số 55 giá 300k miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Có màu đỏ không em? Dạ bên em có màu tím và màu đỏ, màu bò sữa nha chị ơi, không có màu đỏ. Bên em có những cái màu như thế này nè nha chị á, bên em có những cái màu như thế này đây ạ. Đây em, bên em có những cái màu như thế này nha mong chị nha. Anh nghe điện thoại chỉ cái thằng tá nó tới đây giùm em với. Hello. 330k miễn phí vận chuyển nha. À phải. 330k miễn phí vận chuyển, mã số 55 ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha, mã số 55 giá 300k. Mã số 55 giá 300k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 55 giá 300k. 55 giá 300k nha mọi người nha. Mã số 55 giá 300k. Đặt hàng trên like để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em, tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này nha. Chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này nha. Tặng kèm một chậu lan như thế này. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Mã số 55 giá 300k. Đây là gồm 4 cặp lá nha mọi người. 4 cặp lá, cái này là màu trắng hoặc màu cam. Kích thước lá như thế này nha mọi người nha. Kích thước lá như thế này đây. Đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Ngoài ra bên em có màu mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển, cái này là màu tím. Màu tím nha mọi người, đặt hàng để lại số điện thoại cộng mã sản phẩm giúp em ạ.
màu tím mặt bông như thế này nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển, 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mọi người luôn. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển, 500k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Tặng kèm thêm một bịch không? Có giá sỉ không em? Anh muốn mua những sản phẩm như thế nào hả anh Đại, Phạm Văn Đại ơi? Anh mua bao nhiêu hả anh? Anh muốn mua giá sỉ thì để lại số điện thoại giúp em nha. Sẽ có nhân viên liên hệ báo giá với anh nha anh nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển là màu tím nha mọi người nha. Tím hoặc màu bò sữa. Tím hoặc màu bò sữa nha mọi người. Bò sữa nó nhiều nhiều xíu. Mã 70 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Tầm 100 cây. Rồi anh để lại số điện thoại đi. Sẽ có nhân viên liên hệ hỗ trợ anh nha anh nha. Anh Đại ơi, anh để lại số điện thoại, có nhân viên liên hệ hỗ trợ anh nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình nha anh. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn. Ngoài ra chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em dành ra 10 xuất hàng đầu tiên, tặng thêm một chậu lan nữa nha mọi người nha. Đặt hàng bên em là vừa được miễn kiểm tra hàng trước khi thanh toán, vừa được miễn phí ship và vừa được tặng kèm thêm phân như thế này nha mọi người. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm như thế này. Chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan như thế này ạ. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Mọi người khoảng 5 phút nữa là em sẽ mở lá thăm này nha mọi người. Vẫn còn thời gian để comment hai số giúp em là từ 01 tới 50 nha mọi người. 01 cho tới 50 ạ. Comment hai số giúp em nha mọi người ơi. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha mọi người. Rồi em thấy số điện thoại của anh Phạm Văn Đại rồi, một tiếng nữa sẽ có nhân viên liên hệ với anh nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em ha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm để em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 70 giá 500k miễn phí vận chuyển ạ. Rồi tiếp theo em lên một cái mã mới cho mọi người nha mọi người. Mã số 7 giá 350k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha. Này 5 cặp lá nha mọi người nha. Này 5 cặp lá. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm em lên đơn cho mình luôn nha. Mã số 7 giá 350k miễn phí vận chuyển. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em. Cái này là màu đỏ đốm hoặc là màu bò sữa nha mọi người nha. Đỏ đốm hoặc là bò sữa ạ. 350k là tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan chậm nha mọi người nha.
Tặng kèm theo một bịch phân thông minh tan trọng, chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm, em sẽ tặng thêm một chậu lan nữa ạ. Rồi thế này em xin công bố kết quả mini game nha mọi người nha. Cả mini game là số 17 nha mọi người nha, số 17 à. Số 17 nha mọi người nha, hiện tại em chưa thấy có khách nào comment trúng số 17 hết ạ. Rồi em dành cái phần thưởng này cho Trinh ơi vào buổi tối ngày hôm nay nha mọi người nha. Rồi mã số 7 giá 350, anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em để em lên đơn cho mọi người luôn nha. Mã số 7 giá 350. Hiện tại thì em sắp kết thúc live nên em sẽ đưa ra những cái đưa qua những cái sản phẩm mà mọi người chưa có chốt á, em đem qua cho mọi người xem lại một lần nữa. Anh chị có chốt hàng thì cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em nha. Số 7 giá 350k miễn phí vận chuyển nha mọi người. Mã số 7 giá 350k. Mã số 7 350k. Mã số 55 giá 300k nha anh nha. Mọi người nha. 300k mã số 55. Cái này là màu trắng hoặc là màu cam nha mọi người, màu trắng hoặc là màu cam ạ. Màu trắng hoặc là màu cam. 4 cặp lá nha mọi người nha. Gồm 4 cặp lá. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em là được nha. Mã số 20, mã số 20 giá 280k miễn phí vận chuyển nha. Tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tan trọng, mã số 20 giá 280k. 280k nha mọi người. Mã số 61 giá 550k. 550k gồm 6 cặp lá nha mọi người, màu đỏ đốm. Màu đỏ đốm nha mọi người nha. 6 cặp lá nha mọi người, đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em là được nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại còn mã sản phẩm giúp em là được ha. Mã số 43 giá 250k nha mọi người. Màu đỏ đốm luôn, màu đỏ đốm hoặc bò sữa. Giá số 43 250k. Đây mặt lá như thế, mặt trước đây mọi người nha, mặt sau. Kích thước như thế này nha mọi người. Kích thước như thế này đây ạ. Mã số 66 giá 250k luôn nha mọi người. Giá mã số 66 giá 250k. 250k. Anh chị nào đặt hàng có để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em nha mọi người nha. Mã số 71 giá 450k. 450k. Mã số 71. Mã số 71 cho mọi người, 450k. 71 giá 450k đây ạ. 5 cặp lá nha mọi người, cái này là màu trắng hoặc là màu trắng hoặc là màu trắng chấm tím nha mọi người, trắng chấm tím ạ. Mã số 71 giá 450k miễn phí vận chuyển ạ. 450k miễn phí vận chuyển ạ.
số 2 giá 350k nha mọi người. Mã số 2 giá 350k miễn phí vận chuyển ạ. Gồm 5 cặp lá nha mọi người. Gồm 5 cặp lá ạ. 5 cặp lá nha mọi người ơi. Đây gồm 5 cặp lá ạ. Đây là mã số 69 500k nha mọi người, 69 500k ạ. Mã số 69 giá 500k nha mọi người nha. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại cùng mã sản phẩm giúp em là được ha. Mã số 69 500k tặng kèm thêm một bịch phân thông minh tăng trọng. Chia sẻ like trên trang cá nhân hoặc chia sẻ vào hội nhóm em sẽ tặng thêm một chậu lan 1 năm tuổi nữa nha. Rồi hiện tại em kết thúc live tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào 7 giờ tối hôm nay nha mọi người. Bên em sẽ dành cái phần thưởng hôm nay vào 7 giờ tối và có nhiều thêm cái mẫu hot cho mọi người nha. Mọi người nhớ đón xem giúp em ha. Em cảm ơn mọi người ạ.